Gì kêu anh? Gì kêu chim chim nè. Hai tên nó bê bê cười chết mẹ. Thương hả? Thích thương hả? Chó cũng thương, mẹ cũng thương, con gì cũng thương hả? Mẹ là cưng luôn. Không chị hai con, không chị hai con. Khè, nó thở khè, mà cô dạy này. Dung dài là dung dài. Má đi chịu được tặng ba má về, bây giờ có cả con ăn, có cô con nướng, có em con bồng. Lờ hò lờ lông tài nè. Trăng rằm mười sáu trăng lu, mấy chị đi cây cây mù mù. Em quyền em cây. Cây mù chăn chăn là cây mù chăn chăn là chăn 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 chăn. Còn cây cúc thích đi chợ mua mít về cho con Quyên nó ăn. Còn cây có cát đi chợ mua cát về cho Quyên nó chơi. Đi đi đi. Con ai à? Hai chân trống, đưa bằng áo trắng, đưa bằng áo đen, đưa sách lạnh đẹp, đưa cầm ống thục, thục ra thục vô, thục nằm bụi chuối quả tha thôi ảnh. Cái gì ông già cũng răng vậy? Ông già thì hái ông già, tới răng ông cũng có mà không thương. Thương nhau vì giận gì dài, chẳng biết cái đó bọn này hàm răng. Hả? Bộ không bẻ lụ hái đào, lụ đâu bộ hái mà làm đào tạo tầm tay. Mười lăm, mười sáu đương sinh, thấy bộ còn nhỏ vô đình cũng ghê. Ở đây quên rồi. 70 có của ơi, cũng vừa 15, 15, 16 đơn sinh, thấy bộ tình nhỏ biểu tình cũng ra. Ông già thì hỏi ông già, cái răng ông cũng thôi mà không thương, bộ nói sai rồi, thương nhau vì giận vì dài, cắn đứt khi đó bộ lại răng. Hai tay bưng chén rượu đào, nửa say mà nửa tỉnh xuống sông kêu đò. Đò ơi cái mà đò ơi, qua đây mà rượu lão lão cho quan tiền. Đò tôi đưa khách Quảng Đông, ông đi mấy đồng thầu thì giá tiền ra. Cũng là một chuyến mấy đồng, bao nhiêu cũng trả không chẳng lo chi. Đò tôi đưa khách Quảng Đông, ông đi mấy đồng thảo thì ông yêu cũng đã không đồng. Ông già thì hỏi ông già, phải vui mà còn cũng vậy mà đồng. Gì nổi có chụp cây chổi lạnh mà rồi sáng này rồi còn thiếu cây cái đi nó lên cho chú thằng qua nay cái được cái tí cái nó đem về trả nó hiểu không đang đủ chút đưa bó được chụp tại đủ chụp cây bán 250 tiền chổi hết 100 còn được 150 khoai. Hò lờ hò lờ lông cài nghe hò lờ hò 25 ngàn một cây. Ờ 25 ngàn cây.
chục cây 250. Sao bữa ngoài nó 30 ngàn? Nó mua rồi bán rồi nó bán lợi rồi. Nó bán 30 ngàn, mình bán nó 25 ngàn. Nó mua đi bán lợi. Ủa? Một cây có 200 ngàn. Một cây 250. Ủa chắc 200 ngàn nữa. 8 cây nó 200. Vậy? 2 cây nó 50 ngàn, 200 ngàn. Cùng làm là gì biết không? To le, anh đi đường lộ thẳng băng, tan cặp khách mặt, anh đăng như cái chim chim. Có vụ bạn nào như cái chim chim á. Tay cầm đó mà xanh xanh, đầu tóc em bút bắt, anh đi đường hò lơ hò lơ. Mẹ mày lên tâm đó, mẹ lên, mẹ con mình lên tâm mừng quá. Con nói sàng nó điên, trời ơi. Cái vú lên đẹp đẽ ha. Cười bắt. Ủa sao mày không có lông nách? Lông nách trong già, lông nách trong mày, lông đó lông nách cái già, lông nách trong. Ủa kỳ vậy? Sao lông kia lông cánh mày còn? Lông kia mày còn. Sao kỳ vậy? Tôi rồi giờ đi nhận bắt tôi uống cho nó. Sao mày hay quá, mày mạnh hơn á, mày mạnh á, rõ người mà to con mắt, mạnh hơn đó. Mạnh hơn ai? Mạnh hơn con như con gì đó đó, con gì đó, con diều, con nghe, con vàng gì đó. Diều vàng. Ơi, hôm nay cả ốm hết sức rồi, cả ốm vô rồi, cả ốm, cả ăn cũng được. Không biết vô lạnh gì đâu. Ai kêu không ăn vô nè. Uống sữa nha, mày mua sữa uống ha. Mày dòng tao cũng uống sữa, đừng có mua à. Mày đừng có mua sữa á. Bữa hộp sữa Milo mày mua đâu rồi? Hả? Hộp sữa Milo mày mua rồi. Tao cho chút con nhìn trong già nó uống rồi. Mình mấy sao không có nóng bắt lạnh nè. Đừng có cái ho giờ nó ho chịu không nổi thôi. Ho đó bắt cái uống này nè mà không chịu uống. Ai uống nước gừng hoài. Uống hết. Thôi uống hết. Thôi giờ có uống hết đi. Uống hết cho nám đục rồi. Chắc cái mình quá tàu, mày uống đi. Nghỉ chơi à? Ừ. Nghỉ chơi à? Mày uống hết đi. Nè, chơi uống hết đi ngoài. Trời ơi, vậy tôi uống có mực. Nên người uống hết. Không có mực mày. Uống hết này đi ngoài, uống có mực cũng đâu có sao. Cái này với con mực đâu gì. Ờ, đó coi bà nội uống gì chứ mày uống thật ta. Bữa nhà nào uống giữ ra mày. Con miếng hả? Hai hớp nữa hả? Cho kỳ cục cho mày. Trời ơi. Uống được nó. Uống cái này nó nóng ngoại, nó nóng cái cô họng nó mới nó hết ho. Nó ấm mà. Ấm mà hết cho ông nội tao. Uống miếng nữa đi. Hai hớp nữa thôi. Hai hớp nữa thì con uống. Mày mới chị hai tao tao đi đi đi. Tao uống nữa. Uống hai hớp nữa đi con. Tao đá được vậy. Tao đá. Nghỉ chơi à? Nghỉ chơi nghỉ, mày lên mày đi về đi. Mẹ chi à? Mày đừng có tới tầm nữa đi. Rồi. Tao uống nữa. Tao uống còn con nhiêu đây, để mai tao uống nữa. Ngày mai nó hư, con miếng hả? À. Sao mà hư? Hư. Nước gừng mà hư. Sao không hư? Nè uống đi. Trời ơi, Quyên ơi, thiệt tình, thiệt tình. Con tao không có nhắc nhở mày nữa đâu mà. Tao nói thiệt với mày, tao thấy mày đánh cửa tao, không nhắc mày đâu. Tao chết thành là mày chết, tao không kêu mày đâu. Trời ơi, uống gì đâu mà... Rồi, người ta nhớ còn uống thấy mụ nội mà cứ uống hoài. Thôi ông nội ơi, uống ta hết đi giá gì đó gì rồi có. Nói chửi đi. Thôi thôi. Thế không còn không hết nữa chứ nhiêu. Thôi uống lại.